Buick Electra E4 2024 vừa trình làng tại Trung Quốc với 4 phiên bản cùng mức giá mềm mại. Phiên bản thông minh có giá 523 triệu. Giá của phiên bản cao cấp là 598 triệu. Nếu muốn tậu phiên bản GS, khách hàng cần chi ra số tiền nhân dân tệ 631 triệu. Đắt nhất là phiên bản GS dẫn động 4 bánh với giá 752 triệu. Kích thước của Buick Electra E4 2024 lần lượt là dài 4.818mm, rộng 1.912mm, qua 1.580mm, chiều dài cơ sở 2.954mm. Hai phiên bản thấp nhất sử dụng bộ la răng hợp kim đường kính 19 in, còn hai phiên bản cao cấp hơn với mâm 20 in. Sức chứa khoang hành lý 441 lít. So với đời cũ, Buick Electra E4 2024 vẫn giữ nguyên thiết kế ngoại thất và trang bị nội thất. Thay đổi đáng chú ý nhất là, SUV này được bổ sung thêm hệ thống kết nối thông minh E-Connect mới nhất, bao gồm nhiều ứng dụng di động và xe hơi mới như Miguku Aizo, Migu Video, Google Music, Music. Đồng thời, tính năng ra lệnh bằng giọng nói cũng được nâng cấp. Ngoài ra, xe cũng được nâng cấp buồng lái thông minh VCS thế hệ mới. Trang bị tiêu chuẩn màn hình cong 6K IMAX 30 inch, tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 8155. Về khả năng vận hành, 3 phiên bản thấp hơn của Buick Electra E4 2024 được trang bị một động cơ điện ở cầu trước giúp sản sinh công suất tối đa 180 mã lực, mô men xoắn cực đại 330 Nm. Pin UE-TIUM lithium-ion 65 kW cho phạm vi di chuyển mỗi lần sạc đầy là 530 km. Phiên bản GS dẫn động 4 bánh với 2 động cơ điện mang tới tổng công suất 283 mã lực, mô men xoắn cực đại 465 Nm. Pin 79 kW cho và phạm vi hoạt động tối đa 620 km.